do Nguyễn được người yêu chơi lớn tặng xế hộp bạc tỷ nhân dịp 10 năm yêu nhau. Đông đảo dân mạng đã gửi lời chúc mừng và không khỏi ngưỡng mộ đến tình yêu ngọt ngào của do Nguyễn Thanh Tú. Chính thức công khai mối quan hệ với người yêu đồng giới vào khoảng cuối năm 2019, do Nguyễn khiến nhiều người không khỏi bất ngờ với chuyện tình đầy ngọt ngào của mình. Được biết, bạn trai do Nguyễn là một nam MC tên Thanh Tú, kém do Nguyễn 8 tuổi. Trên trang cá nhân, cặp đôi vẫn thường đăng tải hình ảnh tình tứ và nhận được nhiều lời chúc mừng từ phía dân mạng. Mới đây, do Nguyễn khiến dân tình xích xa khi khoe được bạn trai tặng xế hộp giá trị khủng nhân dịp 10 năm yêu nhau. Trên trang cá nhân, anh chàng đã đăng tải loạt ảnh rạng rỡ bên cạnh Thanh Tú cùng bó hoa tươi thắm. Kèm theo đó, do Nguyễn hạnh phúc chia sẻ, một ngày mưa gió, mình nhận được món quà kỷ niệm 10 năm quen nhau. Cảm ơn người anh đã giúp tụi em, nói cách khác là cực khổ với tụi em, để đón em đó về. Một cột mốc mới, một chặng đường mới của John và Tú, kỷ niệm nhé. Chỉ sau ít phút đăng tải, bài viết của John Nguyễn đã nhận được nhiều sự quan tâm, đông đảo dân mạng đã gửi lời chúc mừng và không khỏi ngưỡng mộ đến tình yêu ngọt ngào của cặp đôi. Được biết, John Nguyễn và bạn trai gặp nhau trong một buổi tiệc của người bạn chung, khi về thì bắt đầu nhắn tin tìm hiểu. John Nguyễn là người chủ động trong mối quan hệ này, còn bạn trai thì tò mò về cuộc sống của nghệ sĩ. Trong mối quan hệ này, John Nguyễn thừa nhận anh lớn tuổi hơn, nhưng lại vào vai vợ. Về phía Thanh Tú, anh chàng luôn thể hiện sự trưởng thành, đặc biệt muốn làm bờ vai vững chắc che chở cho John Nguyễn. Với cặp đôi, tuổi tác không thành vấn đề, quan trọng là tình cảm dành cho nhau mà thôi. Điều khiến John Nguyễn Thanh Tú hòa hợp đó là cùng nhau chia sẻ, tâm sự, chăm sóc nhau lúc ốm đau, giúp đỡ nhau trong công việc.